Thời gian vừa qua có rất nhiều khách hàng liên hệ bên mình để được tư vấn về phòng phim kinh doanh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số gợi ý để có thể lựa chọn thiết bị làm sao để đạt hiệu quả cao và phải tối ưu cái phần chi phí. Bây giờ mình cùng bắt đầu nhé. Và đầu tiên đó chính là về phần hình ảnh. Bên mình thường hay tư vấn cho khách đối với những cái phòng mà cơ bản nhất thì chúng ta sẽ nên sử dụng chỉ là một chiếc tivi thôi. Bên mình hay đề xuất cho khách sử dụng cái dòng tivi Philips 50 inch. Thì cái dòng tivi này á, nó chỉ có kích thước nó chỉ 50 inch nhưng mà nó có một cái hiệu ứng ambient light. Thì cái việc chúng ta trải nghiệm trong phòng nhỏ với cái hiệu ứng ambient light này nó sẽ tạo cho chúng ta cái không gian nó rộng hơn. Ngoài ra nếu mà cái phòng chúng ta nó có kích thước lớn hơn thì chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng những cái loại máy chiếu với cái kích thước màn chiếu nó có khoảng là 100 cho tới 120, đó là với phòng trung bình. Và đối với các phòng mà chuyên nghiệp, phòng lớn chúng ta có nhiều dãy ghế thì chúng ta cân nhắc những cái dòng máy chiếu chuyên nghiệp như là Epson 12000B. Thì những cái dòng này chúng ta hoàn toàn có thể chiếu với kích thước màn chiếu lên là 150 inch. Và đối với phần thiết bị nguồn phát, với phòng cơ bản thì như nãy mình có nói về chiếc tivi, thì nếu mà các bạn sử dụng tivi thì hiện tại các hãng tivi hầu như đều đã có hệ điều hành và các ứng dụng xem phim như là Netflix nè, Galaxy Play nè. Đó thì chúng ta sẽ không cần quá quan tâm về cái phần thiết bị nguồn phát. Tuy nhiên với những cái phòng trung bình và cao cấp thì các bạn sẽ cần có một cái chất lượng hình ảnh âm thanh nó tốt hơn. Thì lúc này chúng ta sẽ cần đầu tư cho cái nguồn phát của chúng ta có thể đọc được những cái file như là Blu-ray ISO 4K nè. Bên mình sẽ thường tư vấn cho khách các dòng Dual MacVision nè, hoặc là Dual Ultra đó, sẽ cho những cái trải nghiệm nó tốt nhất. Và phần tiếp theo đó chính là về thiết bị âm thanh. Cái việc mình lựa chọn thiết bị âm thanh nó sẽ gần như là quan trọng nhất đối với một bộ dàn xem phim kinh doanh. Đối với những cái phòng cơ bản thì các bạn có thể dùng những cái loại loa vi tính thông thường thôi. Như là những cái phòng mà chúng ta chỉ có một dãy ghế dành cho couple á, thì chúng ta có thể lựa chọn những cái loa như là Calip 2.1 Pro Media đó. Thì cái dòng này đặc trưng của nó là nó có cái công suất nó khỏe, đủ đáp ứng cho chúng ta những cái phòng mà 15-20m². Ngoài ra nếu mà chúng ta nâng cấp hơn về cái hiệu ứng xem phim thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc những cái dòng loa sao 3 JBL 3100 nè, hoặc là những cái dòng Calip Cinema 600 nó kết hợp với những cái loa surround phía sau thì sẽ cho cái trải nghiệm hiệu ứng xem phim nó tốt hơn. Và ngoài ra nếu như các bạn đầu tư cho phòng kinh doanh chúng ta là một dàn chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ nên sử dụng những cái bộ âm ly riêng nè, loa riêng. Đó thì chúng ta có thể set up cái hệ thống nó tùy thuộc vào cái diện tích phòng. Chúng ta sẽ có thể bố trí 5.1 hay 7.1 hoặc thậm chí là 7.1.4 thêm loa Atmos để những cái trải nghiệm nó chìm đắm hơn. Và phần cuối cùng đó chính là về nội thất cũng như là về xử lý âm học cho cái phòng chúng ta kinh doanh. Bên mình cũng đã có những khách hàng đã từng lắp phòng phim rồi, tuy nhiên cái bước này lại bỏ qua, quên đến cái mức đầu tư cho cái phần tiêu âm thì cái hiệu quả nó rất là kém nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đối với một phòng cơ bản thì các bạn có thể sử dụng cái loại vật liệu là jack tiêu âm tường với cái mức giá nó khoảng là 400-500.000m² thôi, thì nó đã xử lý được rất là nhiều, rất là tốt cho cái phần giải trép cho chúng ta ở những cái phòng chúng ta kinh doanh phim. Tiếp theo nếu các bạn có mức trung bình, có mức đầu tư trung bình cho tới cao cấp thì các bạn có thể thiết kế và sử dụng cái loại vật liệu là poly, thì cái vật liệu này nó sẽ tiêu âm rất là tốt. Sở dĩ mà mình nói cái phần tiêu âm cho phòng phim nó quan trọng đó chính là vì cái hiệu ứng âm thanh. Nếu chúng ta không tiêu âm phòng phim thì cái độ vang trong phòng nó sẽ làm cái vị trí âm thanh nó sẽ không còn chính xác nữa, nghe nó rất là khó chịu. Ngoài ra thì cái phần mà dưới sàn nè, các bạn cũng nên là phải trải thảm hoặc là xử lý những cái thảm mỏng thôi cũng được nữa, nhưng mà nó phải có thảm để triệt tiêu bớt cái âm trong phòng đi. Và cuối cùng đó là về phần ghế ngồi. Thì ghế ngồi phòng phim á, thì đối với các phòng phim nhỏ thì các bạn có thể cân nhắc là chỉ sử dụng một cái sofa đôi gọn gàng. Nhưng mà các phòng lớn thì chúng ta nên có một cái sự lựa chọn nhiều dãy ghế nè, và có những cái option ví dụ như chỗ để ly nước nè, hoặc là cái độ ngã của ghế. Đó thì những cái trải nghiệm đó nó sẽ giúp cho chúng ta thu hút được khách hàng hơn. Và tóm lại, đối với một phòng phim cơ bản với cái mức đầu tư của chúng ta nó sẽ chỉ cần khoảng 50 triệu đổ lại thôi.
chúng ta sẽ có một cái tivi nè, với mức giá nó chỉ tầm 10 triệu thôi. Và cơ bản nhất là chúng ta sẽ sử dụng cặp loa 2.1 của Clip. Thì giá của cái cặp loa này nó chỉ là khoảng 6 triệu rưỡi thôi. Ngoài ra nếu mà cao cấp hơn nữa, chúng ta sẽ sử dụng cái dòng sao 3 để có hiệu ứng âm thanh vòm. Dòng sao 3 này nó có mức giá dao động khoảng tầm 20 cho tới 30 triệu. Thì tổng cái combo này nó cũng chỉ dưới 50 triệu nha các bạn. Còn nếu các bạn đầu tư cái mức trung bình thì cái chi phí nó khoảng từ trên 50 triệu cho tới là 150 triệu. Thì chúng ta sẽ sử dụng là máy chiếu, màn chiếu nè. Với cái tổng cái chi phí đầu tư là nó khoảng là 6 cho tới 70 triệu. Và cái phần loa và âm ly á, thì mình có offer cho các bạn là sử dụng cái dòng âm ly đề nông nè. Và kết hợp với những cái loa kép T-Series bên mình. Tổng bộ dàn nó khoảng là 80 triệu thôi. Thì cái mức đầu tư của chúng ta sẽ dưới 150 triệu luôn. Và cuối cùng đối với một cái phòng kinh doanh phim mà các bạn có mức đầu tư cao cấp á, thì bên mình sẽ không có gợi ý chính xác cụ thể, mà đối với từng trường hợp mình sẽ tư vấn cụ thể để cho nó phù hợp nhất và nó đem lại cái hiệu quả trên cái mức chi phí đầu tư nó được tốt nhất. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn những cái gợi ý để chúng ta có thể lựa chọn những thiết bị cho tới phòng nội thất phù hợp cho cái mức đầu tư trong phòng phim kinh doanh. Thì các bạn cảm thấy như thế nào hãy để lại bình luận bên phía bên dưới nhé. Và đừng quên nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh của Thiên Vũ. Ngoài ra nếu các bạn cảm thấy những cái nhu cầu của mình nó khác so với video, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp showroom đi để mình có thể tư vấn, cũng như là các bạn có thể trải nghiệm được những cái bộ dàn nè, những cái option của bên mình đưa ra ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.